theo dấu kẻ sát hại hàng xóm, trốn biệt tích 22 năm ở Lào. Sau khi dùng súng ăn tự chế bắn chết hàng xóm, Lương Văn Bún thay tên đổi họ, sinh sống ở Lào. Một ngày đầu tháng 4, Bún bị các trinh sát bắt giữ tại nước bạn, kết thúc 22 năm truy tìm của lực lượng chức năng. Án mạng trên bản nghèo. Ngày 10 tháng 4 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã phục hồi điều tra vụ án giết người đối với Lương Văn Bún, 43 tuổi, nguyên quán xã Kim Đà, huyện Tương Dương, Nghệ An. Lương Văn Bún bị Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an các địa phương Lào bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nước bạn Lào, ngày 4 tháng 4 năm 2024. Theo hồ sơ tài liệu, hành vi tội ác của Lương Văn Bún xảy ra vào năm 2002, thời điểm đó Lương Văn Bún mới 22 tuổi. Bản Com nằm biệt lập trong rừng sâu thuộc xã Kim Đà, huyện Tương Dương, nơi sinh sống của mấy chục nóc nhà của đồng bào Thái. Cuộc sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy và săn bắn. Dẫu còn nghèo khó nhưng mọi thứ cứ trôi đi, nhưng dưới vẻ bình lặng ấy là mâu thuẫn âm ỉ giữa Lương Văn Bún và người hàng xóm liên quan đến ranh giới đất đai của hai nhà. Mặc dù ban quản lý bản và chính quyền xã đã nhiều lần hòa giải, nhưng hai bên chưa thống nhất về ranh giới đất. Thỉnh thoảng những cuộc cãi vã giữa hai gia đình vẫn diễn ra. Một ngày cuối tháng 11 năm 2002, người hàng xóm tổ chức đóng cọc để dựng rào bao quanh phần đất của mình, dẫn tới xung đột với Bún. Người đàn ông này chạy vào nhà, xách khẩu súng tự chế, vẫn dùng để đi săn, nhắm vào hàng xóm, giết cò. Phát bắn khiến cho người hàng xóm mất mạng. Sau khi gây án, Lương Văn Bún chạy trốn vào rừng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tổ chức truy bắt Lương Văn Bún để phục vụ điều tra nhưng không có kết quả. Ngày 24 tháng 1 năm 2003, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Lương Văn Bún. Một thời gian sau, vợ con Bún cũng biến mất khỏi địa phương. Cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng Bún đã đưa vợ con vượt biên sang Lào để sinh sống. Cuộc tìm kiếm kẻ giết người Lương Văn Bún vẫn được triển khai nhưng chưa có kết quả khi không có manh mối nào khả dĩ. Năm 2004, đại công trình thủy điện Bản Vẽ được xây dựng. Để thực hiện công trình quan trọng này, người dân nhiều xã thuộc vùng lòng hồ thủy điện phải di rời tái định cư, phục vụ cho việc xây dựng và tích nước phát điện sau này. Người dân Bản Com và nhiều bà làng khác của xã Kim Đà được di rời đến xã Thành Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An, cách quê cũ cả trăm cây số để tái định cư. Năm 2009, xã Kim Đà chính thức bị xóa tên trên bản đồ hành chính cấp xã của huyện Tương Dương. Thế nhưng tội ác của Lương Văn Bún thì không hề bị lãng quên. Trong nhiều năm, các tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An tổ chức truy tìm Lương Văn Bún, nhưng gã như bốc hơi, không để lại manh mối dấu vết nào. Theo Thiếu tá Nguyễn Duy Hiền, đội 1 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, vào thời điểm gây án, Lương Văn Bún chưa làm giấy tờ tùy thân. Ngoài nhận định đối tượng đã trốn sang Lào, Công an không có bất kỳ thông tin nào về đặc điểm nhận dạng của Lương Văn Bún. Ngoài thông tin trùng trùng, cao khoảng 1m60, da đen, lông mày rậm, mũi thẳng. Nói cách khác, Lương Văn Bún như một điểm mờ thách thức những người lính tầm nã. Việc truy vết tìm kiếm đối tượng truy nã đặc biệt này gần như bắt đầu từ con số 0, nhưng điều đó không làm khó được những trinh sát dày dặn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An. Cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện những manh mối về Bún. Người đàn ông này sau khi sang Lào đã thay tên đổi họ, nhập hộ khẩu tại Lào. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Bún thường xuyên thay đổi chỗ ở, chọn những nơi hẻo lánh, thưa thớt dân cư để sinh sống. Khi lực lượng truy bắt của Công an Nghệ An có mặt tại nơi Bún sinh sống ở Lào, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn. Chính điều này càng củng cố quyết tâm của lực lượng công an phải bắt bằng được tên giết người danh mãnh này. Đầu năm 2024, trinh sát phát hiện Lương Văn Bún xuất hiện tại bản Bá Lầy, huyện Say Thani, thủ đô Viêng Chăn, Lào. Kế hoạch bắt Bún nhanh chóng được vạch ra và đã được lãnh đạo Công an tỉnh phê duyệt. Ngày 1 tháng 4 năm 2024, tổ công tác 4 người thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự lên đường sang Lào, phải mất 3 ngày đêm lần theo dấu vết. Xác minh từ những thông tin nhỏ nhất, tổ trinh sát dần khoanh vùng được khu vực nơi Bún ẩn mình. Không có đặc điểm nhận dạng cụ thể, cùng với việc thời gian đã trôi qua hơn 20 năm khiến đối tượng có nhiều thay đổi về bề ngoài, nên việc bắt giữ, đấu tranh với đối tượng sẽ rất khó khăn. Chưa kể, Lương Văn Bún đang làm công nhân xây dựng cho một công ty thuộc đặc khu kinh tế của Trung Quốc tại Viêng Chăn. Do đó, việc tiếp cận bắt giữ đối tượng sẽ gặp nhiều trở ngại, Thiếu tá Hiển cho hay. Một mặt, tổ công tác phối hợp Cục Nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an các địa phương của bạn bàn phương án dụ rắn rời hàng.
Mặt khác, một tổ công tác trong nước được lệnh tới nơi tái định cư của người dân Bản Còm ở xã Thành Sơn, Thành Trường để phối hợp nhận diện đối tượng. Chiều ngày 4 tháng 4, tổ công tác tại Lào với sự phối hợp hỗ trợ từ Bộ Công an và Công an nước bạn đã dụ Lương Văn Bún xuất hiện ngoài khu vực đặc khu kinh tế. Khi Bún vừa xuất hiện, chúng tôi tiếp cận, gọi tên cúng cơm của anh ta, nhưng đối tượng đã có sự phòng bị từ trước, tỏ ra bình tĩnh, chỉ trả lời bằng tiếng Lào, tỏ ra không hiểu chuyện gì. Qua phiên dịch, đối tượng khẳng định không phải là Lương Văn Bún, không biết Lương Văn Bún là ai, thiếu tá Hiển kể. Hình ảnh về Bún nhanh chóng được chuyển về cho tổ công tác trong nước và được đưa cho người nhà nạn nhân của Bún cũng như già làng, chuồng bản, những người hàng xóm thân cận của gã tại Bản Còm. Mặc dù đã 22 năm trôi qua, cuộc sống trong tâm thế của kẻ trốn chạy và làm lũ khiến Bún đã thay đổi rất nhiều, nhưng người dân Bản Còm xưa vẫn nhận ra gã. Từ những xác nhận của các nhân chứng cũng như bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau chưa đầy một tiếng đồng hồ, tổ công tác đã buộc Bún phải thừa nhận thân phận của mình. Sau khi thừa nhận mình chính là kẻ giết người 22 năm trước, anh ta thốt lên, đã lâu rồi, công an còn nhớ à? Rồi chấp nhận tra tay vào còng, thiếu tá Hiển kể lại. Như vậy, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, vượt chặng đường gần 800 km, chiều ngày 5 tháng 4 năm 2024, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã di lý hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt tại Lào, đưa về thành phố Vinh sau 22 năm lẩn trốn. Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Lương Văn Bún, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại xã Kim Đa, huyện Tương Dương, Nghệ An, truy nã về tội giết người, và Lê Văn Điền, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An, truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó vào năm 2002, do mâu thuẫn đất đai, Lương Văn Bún dùng súng bắn chết một người đàn ông trú cùng bản. Sau khi gây án, đối tượng đã đưa vợ con bỏ trốn sang Lào theo đường tiểu ngạch. Còn đối tượng Lê Văn Điền, sau khi biết đồng bọn trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt, nên đã bỏ trốn, tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Quá trình sinh sống tại Lào, hai đối tượng gặp quen biết nhau. Để che giấu tung tích, lai lịch, cả hai đối tượng thay tên đổi họ, thường xuyên thay đổi chỗ ở, sinh sống tại các khu vực đồi núi hẻo lánh, có mật độ dân cư thưa thớt nhằm tránh sự phát hiện bắt giữ của cơ quan chức năng. Bắt giữ kẻ trốn lệnh truy nã trong vụ nổ súng bắn nhầm người. Đối tượng thứ 5 trong vụ nổ súng bắn nhầm người ở thị xã Bình Minh, Vĩnh Long đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Long An. Ngày 28 tháng 2 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Bình Minh, Vĩnh Long đã bắt được đối tượng truy nã Trần Kim Tử Long, 32 tuổi, trú xã Mỹ Hòa. Long có liên quan đến vụ dùng súng gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Thành Phước, thị xã Bình Minh vào ngày 21 tháng 5 năm 2023. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2023, Công an thị xã Bình Minh nhận được tin báo có vụ nổ súng làm một người bị thương xảy ra ở phường Thành Phước. Qua điều tra, Công an xác định Nguyễn Tú Kiệt, 23 tuổi, ngụ xã Đồng Thành, thị xã Bình Minh và Nguyễn Minh An, 25 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh có mâu thuẫn cá nhân với một người tên Thương. Tối ngày 21 tháng 5 năm 2023, Kiệt, An tụ tập ăn nhậu với Long và hai người khác. Nhậu xong, cả nhóm đi tìm Thương thanh toán. Mặc dù chưa xác định được Thương, nhưng vừa tới nơi, An đã cầm súng bắn một phát vào người anh B và hai phát vào một quán cà phê, làm nhiều người chạy toán loạn. Chưa dừng lại, Phong còn dùng dao tác động bể kính cửa sổ một nhà dân gần đó. Sau khi sự việc xảy ra, công an đã mời những người trong vụ nổ súng lên cơ quan làm việc. Riêng Long bỏ trốn khỏi địa phương. Cảnh sát thu giữ một khẩu súng, súng giả, đầu đạn, 4 cây dao tự chế, 4 mô tô cùng một số tang vật. Gây án xong, Trần Kim Tử Long biết sẽ bị công an truy bắt nên đã trốn đến Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Long An. Sau đó đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã. Ngày 28 tháng 2 năm 2024, công an thị xã Bình Minh phát hiện Long đang lẩn trốn tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nên phối hợp cùng công an huyện Bến Lức bắt giữ đối tượng, di lý về công an thị xã Bình Minh. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.